chào các bạn đi con. Hôm nay bạn Ngân Hà sẽ thực hiện là làm một bánh trôi nhá, bao gồm có bột gạo lếp nè, hạt nhân đường màu trắng này, và hạt đường màu nâu nhá. Bên này thì có bột gạo lếp. Ngân Hà sơ hạt đường màu trắng cho các bạn xem nào. Đây hạt đường màu trắng của bạn Ngân Hà đây. Đây là làm từ đường, làm từ mía nhá. Đây là các hạt đường màu trắng đây, đường màu nâu đây. Bạn Ngân Hà và em bạn Ngân Hà đang làm bánh nhá. Đang vào tròn các bột gạo lếp nhé. Đang làm một lúc nữa là vào tròn xong là cho nhân vào trong bánh nhá. Đấy, bạn giờ đang quan sát nhé, để xem cách làm bánh nhá. Thế này, con cho nhân vào trong bánh đi. Bạn Ngân Hà để từng hạt nhân đường màu nâu nha, nó là đường mía đấy, cho lên trên chiếc bánh. Tí nữa mẹ Ngân Hà là cho vào trong bánh nha. Con cho đường màu trắng nữa vào đi Ngân Hà, cái hạt đường màu trắng đây này. Để chi cho cái bánh như con để ấy. Hạt đường màu trắng cho lên cái bánh như thế này. Con làm cho đi, nào. Những hạt đường ở đây này để đây nhá. Và tí nữa là mẹ Ngân Hà là cho cái hạt đường vào bên trong cái bánh nha. Hôm nay là ngày thanh minh, bạn Ngân Hà đang làm với mẹ Ngân Hà làm bánh trôi nhá. Đấy nha. Bạn Ngân Hà đang lấy những cái nhân đường màu trắng nhá, nó làm bằng đĩa, cho lên chốc cái bánh trôi nhá. Để cái này lên nào, tí nữa mẹ Ngân Hà là chỉ cần đấy là xong rồi. Ngân Hà cũng cười xem nào. Đấy, cái bánh có nhân màu trắng này, có nhân màu nâu này, Ngân Hà cho lên trên chớp rồi đấy. Mẹ Ngân Hà đang hướng dẫn bạn Ngân Hà nha. Đấy, con bóp vào là con nặng tròn mẹ đang hướng dẫn làm bánh trôi nha. Con xoay tròn mà. Đây là đang xoay để làm bánh trôi đấy. Đây, bánh tròn như này nha. Mình đã được một cái bánh trôi đấy. Đây, bánh trôi đã thành rồi nha. Nhìn thấy bánh Ngân Hà đang nặn đây. Đấy, bạn Ngân Hà bảo để con xay cho nhà. Nào, con xay rồi con để ra đằng kia đi. Đấy, bánh trôi rồi đấy. Bạn Ngân Hà đang xếp nhân ra từng cái trên những chiếc bánh mà chưa có nhân nhá. Để trên là cho mẹ chuẩn bị làm bánh có nhân nha. Thế nào giỏi nha. Xong là tí nữa mình luộc bánh nha. Anna. Con cho nó đi, vẫn còn mấy cái nữa đấy. Đây là những nhân đường màu trắng.
con cho vào những cái này đi. Đây này, như này này. Mít hạt này. Những cái con cho thôi chứ. Cái bên này này, bà bảo những cái bên này này. Đấy. Ốc và đây. Đang để những nhân đường để cho mẹ, để mẹ cầm bánh nha. Đấy, đang ngồi trên thế đấy. Cái này ơi, tí nữa mình lấy cái bánh này rồi mình cho vào nồi nước nóng rồi mình luộc lên nhỉ. Mình luộc lên rồi xong là mình vớt ra nhé, xong vớt ra đĩa nhỉ. Còn rắc mấy hạt gừng lên cho các bạn xem nhá. Sản phẩm của bạn Ngân Hà với mẹ làm bánh. Làm bánh trôi nha, hôm nay là ngày 3 tháng 3 nha, tên Thanh Minh đấy nha. Ngân Hà đang làm bánh đấy, cả mẹ Ngân Hà nữa. Mâm toàn bánh này. Bây giờ là để làm bánh xong là hai mẹ con Ngân Hà là chuẩn bị đi luộc bánh nha. Nhà đang tích cực lăn bánh. Con vo đi, con vo tí mẹ cho nhân vào nhá. Con vo tròn vào cho mẹ. Con vo tròn như nào nhỉ? Đang vo bánh đây. Đây à? Đây là sản phẩm của bạn Ngân Hà. Sau khi lăn bánh xong nha, bắt đầu là đun nồi nước lên rồi để cho bánh vào cái bánh nhá. Mẹ Ngân Hà đang cho những cái bánh trôi vào trong nồi nước sôi nhá. Cái này là đun một lúc sau là nó nổi lên là bánh đã chắc chín. Các bạn Ngân Hà đang hộ mẹ đưa bánh. Đưa bánh đây. Cứ nào đưa mẹ cho mẹ bánh đi. Rồi mẹ để mẹ cho vào nhá. Bé cái bánh. Bánh gì đây? Đợi khoảng 2-3 phút nữa là bánh nó nổi lên là mình vớt ra nhá. Cái bánh sau khi được đun này bắt đầu nó nổi lên thế này nhá, xong là bắt đầu vớt ra nhá. Sau khi là luộc bánh xong nhá, bạn Ngân Hà bắt đầu chuẩn bị vớt bánh nhá. Ơi, bạn Ngân Hà đã vớt bánh, con cho vào đĩa đây. Ôi, đây là hai cái bánh Ngân Hà đã vớt ra rồi đây này. Đây, nhà đang có đánh siêu quá nhá, vớt những cái bánh ra nhá. Ủa, cần vớt đi. Bạn này đang vớt ra bánh ra ngoài cái đĩa, rồi để lúc nguội là ăn nhá. Cái này vớt bánh đi con. Đấy, bạn này đang vớt từng chiếc bánh ra đấy. Chiều quá. Xong rồi để một lúc một nguội nữa là mình ăn nhá. Wow, người nào vừa vớt được mấy cái rồi đấy nhỉ. Sắp hết bánh rồi đấy, con vớt hết đi. Con vớt hết. Rồi một lúc nữa là để nó nguội rồi mình ăn nhá.
Xong rồi, đây là những cái bánh bạn Hân Hà đã vừa vớt ra xong nha. Đây là tí bánh trôi à, rất ngon nha. Đấy. Để một lúc như vậy nữa là Hân Hà hai ba con mình ăn nhá. Con bê đi bánh rơi cho các bạn xem nào. Rồi, đĩa bánh rất ngon nhỉ. Rồi, con để xuống đi. Sau khi đã để mấy phút nguội rồi, bạn Hà bắt đầu ăn bánh nha. Đây, bạn Hà đang sắt nhỏ. Con ơi, sắt nhỏ cơ mà. Sắt nhỏ hiểu gì nhỉ? Nên là chuẩn bị ăn bánh đi con. Ăn bánh nha. Nào, âm là trong một lần. Rồi, bạn đang thổi đấy. Âm. Con thấy ngon không? Ngon lắm nhỉ. Đây là cái bánh mà này, bạn đang sắt ra rồi nhỏ để ăn nha. Ngon nha. Con ơi, ăn ít một thôi. Đấy, là đang cho ra đấy. Ăn ít một thôi nha. Rồi, giỏi lắm nha. Ôi, giỏi thật. Úi, rơi rồi. Rồi, cho vào đấy nha. Cho vào mồm, ăn rất ngon. Đây là thịt bánh trôi này. Mà Ngân Hà với mẹ Ngân Hà vừa làm xong nha. Bánh chơi. Ừ, bánh chơi nha. Ấy, xinh quá. Bánh nào đang là ăn cái bánh thứ hai nha. Ngon đấy. Nghe thấy ngon không? Ngon nhỉ. À, làm như bị mũi đốt vào tai rồi. Chờ một nhá. Ngon thế. Ngon nhỉ. Ngon là chào các bạn đi con. Hai ba con. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau nha.